Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bếp Quốc Thành. Các bạn ơi, sau một loạt những tựa game giải đố hack não và những tựa game đòi hỏi kỹ năng chơi cao thì hôm nay bọn mình sẽ chơi một tựa game không đòi hỏi một kỹ năng gì, chỉ tấu hề thôi. Vẫn phải đòi hỏi kỹ năng. Và để biết tựa game đấy như thế nào thì các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh và đừng quên xem quảng cáo nhé. Còn bây giờ chúng ta vào tựa game đấy thôi. Nhớ đăng ký kênh nhá, bởi vì bọn mình sắp có 1 triệu người đăng ký rồi. Yeah. Tựa game này tên là gì nhỉ ông nhỉ? Goose and Glory. Glory. Ui rồi, đây có hình ảnh người bố đèo người con mà đèo đến mỏm đá này thì biết cái kết như thế nào đấy các bạn. Ok, chúng ta sẽ vào chơi luôn cái ở trong này. Này có rất nhiều màn các bạn ạ. Ôi, màn đầu tiên là một ngày ở công viên này, màn thứ hai là chào mừng đến với thung lũng hạnh phúc này, màn thứ ba là ở bên ngoài trời rất tuyệt à, màn thứ tư là kỳ nghỉ của gia đình. Ui nhiều thế. Chơi màn đầu tiên luôn đi. Không, anh sẽ chơi màn đây. À, Child's Play, cuộc chơi của những đứa trẻ à? Đúng rồi. Anh sẽ đèo ốc đi chơi. Ốc okay. Tin anh. Đây. Đấy. Oh. Đây là hình ảnh Bếp Quốc Thành đèo ốc đi chơi đó. Thấy không? Đi xe đạp xanh hết đấy. Lần đầu đi xe đạp ở trên núi. Em nhìn em ngồi sao có vẻ trông nó say xe thế vậy? Cô thôi. Đây, xe máy bốc đầu này. Đâu? Đâu? Ai cái nhỉ? Chết. Ơi đây. Sao lại úp cả xe vào người thế? Lỗi. Sao em vẫn ở trên xe nhỉ? Không sao. Rồi. Xe bốc đầu đây. Nào. Yeah. Đấy, nhiệm vụ. Bốc đầu làm gì? Dốc bốc đầu. Dốc quá. Trời ơi, đi lên chỗ kia cơ mà. Dốc. Ủa, cái gì bay đây? Ô, sao đạp xe nằm cả ra đường thế? Từ. Cái gì ấy? Sao em nặng thế không? Điên à? Tất nhiên. Ông có em rơi ở kia. Mình phải tránh những cái quả bóng đấy, đúng không? Ông tin anh. Không, em không tin. Bác tổ lái phái đua xe. Đánh vào không? Cho em cái mũ bảo hiểm đi. Đánh vào thôi. Yeah. Đấy, lái xe đỉnh thế có gì đâu. Ôi, lại gãy em rồi, rơi cả em. Ông ơi, em có sao không? Sao cái gì, gãy cổ rồi. Thôi, kệ ông đi các bạn. Cuộc chơi này chỉ còn mình thôi. Đi đúng vào đường đi. Ủa, đứa nào bật bóng đây? Rồi. Lên trên đồi đi. Đâm vào đá. Ôi chết. Bác tổ lái phái đua xe. Đừng có làm em ngã nữa. Ok, anh sẽ đi bình thường nhá. Đi cho nó đến cái đích đi xem nào. Đây. Bám chắc vào. Bám thôi, đây đang bám rồi. Ờ kìa. Sao lại cà mặt người ta xuống đường thế? Mày quá. Ô, vẫn ở trên xe. Rồi. Đi đi. Đi. Ôi, nó bay bóng ấy, mình bóng ấy. Nè. Ôi trời ơi. Bóng trúng em rồi. Ôi, bật đi thì trúng đâu anh. Rồi. Ôi. Ông ơi. Ôi giời. Không sao, vẫn đứng dậy đi tiếp được. Ảo thật đấy. Rồi. Quay lại đón em gái à? Không, em gái ở đấy đi. Yeah. Cái gì vậy? Đi vàng. Máy cưa. Ôi, không sao, đừng chê người khuyết tật. Người khuyết tật vẫn đi được. Yeah, mất một chân, mất một tay vẫn đi được. Đâu, vẫn còn hai tay mà. Ôi, đi rồi, kinh quá. Mất hai tay vẫn đi, không sao. Ê, nó bắn cái gì á, bắn mũi tên hả? Ai à, né cái gì. Đỉnh đấy. Ai, được đấy. Ôi giời ơi. Nhưng cái màn này nó ghê quá à. Ốc tin anh. Ốc phải tin anh. Rồi bắn tên đi ạ. Ôi mất tiêu ốc mất rồi. Ốc bị cưa rồi. Cưa nó chạy á, cưa nó chạy đến. Tránh cái cưa. Ôi trời ơi. Cái cưa. Ôi giời. Ốc ơi, anh thực ra là anh muốn đèo em đi đấy. Nhìn đây này. Nhìn cái gì mà nhìn. Ôi giời, nhìn đi. Nãy còn đi qua là cái chỗ này, giờ còn không đi qua được, còn bốc phét gì. Mắc rồi. Thôi, xong rồi. Em gái. Rồi. Có vẻ không có em gái đi dễ hơn. Đứa nào bắn ta đây. Mũi tên bắn kìa. Ảo thật đấy. Tao đi. Nào đi, cẩn thận đi. Rồi, hay quá. Rồi. Quả kia ô tô đi nhanh nha. Cẩn thận tai nạn nha.
Lái xe một tay luôn. Không đi đến điểm kia à? Đi dần lùi. Đúng rồi. Yeah. Thắng rồi. Yeah. Ủa, anh ở ủi Bêu Thành ở vị trí 24.149. Đó, ok, không sao đâu. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đến với màn này. Màn này thì anh sẽ đèo con của anh đi chơi. Con này, ngồi yên nhá, bám chắc vào. Nó trông có vẻ không ổn chút nào nhỉ. Ừ. Bốc đầu này, xem bố bốc đầu này. Đây, xem bố bốc đầu đi con. Không sao, không sao con. Không sao, không sao. Ôi, chết nhạt vãi các bạn ơi. Ôi giời lại, ơi. Lại, con này, bố lỗi kỹ thuật. Xem bố bốc mông này này. Ở đâu, đây. Rẽ đi, đi đâu đây. Ở đây, nhầm. Người ta chỉ cái cờ vàng vàng không nhìn thấy à? Nào, bám chắc vào con nha. En. Nào. Đi, đi, liên thiên. Yên tâm đi. Đánh vào. Đâu? Bốc đầu. Ôi, văng cả con ra ngoài. Mệt mỏi luôn đấy. Lại nào, đây. Thấy chưa? Ờ. Lùi. Yên tâm đi, con đây. Rồi, trên kia. Đang đánh võng. Đánh võng làm gì? Nó mới đẳng cấp, hiểu không? Ngáo thật đấy. Bốc đầu. Đâu? Bốc đầu. Bốc đầu, con ơi. Bốc đầu nào, bốc đầu. Quách không? Quá được. Ôi con ơi, con ơi, không sao, vẫn đi tiếp. Quá cả trường, nó bật lại luôn á, buồn cười đấy. Trời ơi, chân con đạp lưng bố thế. Kìa, quay lại điểm đánh dấu đi. Rồi. Điểm tiếp theo đâu, bên kia. Đừng đạp lưng bố, đau. Đạp cho bố pha thì còn. Nào, tránh nhá. Nào. Nhảy hip hop. Thắng chưa? Chưa, vẫn nhảy còn hip hop. Nhảy hip hop, lái xe nhảy hip hop. Ui, đây nhìn như kiểu sân góp vậy. Ôi, cái gì bắn. Đứa nào bắn cung. Ui, ủa cùng tên đấy. Rồi, cái quả đồi kia kìa không? À không sao đâu. Đi nhanh lên, đi kinh vào đấy, đúng rồi. Đấy đúng rồi. Rồi, hay quá. Rồi. Bên kia. Né. Bố bốc đầu né luôn con, yên tâm. Đúng rồi. Vào tròi. Rồi, hay quá, trên kia luôn. Bố lái xe bốc đầu ách không con. Quá đỉnh. Đâu rồi? Đỉnh của chóp. Ơ. Không sao gì con đấy, ơi. Gì đấy? Không sao. Không sao. Để bố đạp xe dậy. Vẫn không sao. Yeah. Ngã sang bên kia. Không sao mà. Yên tâm gì bố để bố. Đâu. Bố kinh nghiệm là. Ôi trời, bố đâm cả vào tượng. Rẽ trái. Chỗ kia cầu trượt. Tránh ra, chưa biết lái xe đạp đâu, tránh ra. Rồi tiếp theo ở chỗ kia công viên kia. Bên kia cơ mà. Đây, đi nhầm. Đi mù thế nhỉ? Quá đà. Nào. Tránh ra. Thắng rồi. Yeah. Bên hàng cho em chơi với. Ok, đây. Đúng rồi, em là phải đua mô tô. Đây. Tránh ra. Vào nào. Yeah. Ôi, Bên hàng ơi, em ra khỏi màn này được không? Sao nó đánh cả bom đấy kìa. Đi. Đây vào đi này đúng không? Ô, các bạn ơi, nhìn đây. Wow, đỉnh. Đồ ăn hại. Đúng rồi. Ui ôi. Ui. Nhanh đột cưa. Ui. Ôi cái gì. Ui. Sao đi đâu ngoài đấy. Kìa. Đấy vòng cho. Rồi. Phê. Rồi đây. Quay. Đây. Phê là một phê. Được chưa. Nhìn này. Chỉnh. Thẳng tí này. Rồi đây. Lên. Bay nóc nhà. Ô không, chưa chết các bạn. Mình vẫn chưa chết. Bay lên nóc nhà nữa, chịu luôn. Mình sẽ quay lại. Sao? Ô quá non luôn. Bốc đầu này. Vào đây bốc đít. Đúng rồi. Bốc đít. Đấy, bốc đầu đấy. Đã, bốc đít. Bốc ngược lại đi là bốc đầu. Bốc ngược lại là bốc. Rồi. Yeah. Tôi toàn lên nói nhà này. Chết, mình chết mắc kẹt rồi này các bạn, chết rồi. Làm nào. Sao lại giữa hai máy đấy. Ảo thật ý. Em bì đi hẳn lên. Ôi. Cái gì bắn em á? Bắn gì á? Dạ. Bốc đầu. Đấy, nó phải nhào lộ như thế. Tránh ra các anh ơi. Đi qua vách rồi. Rồi xong, đâu vào nhà. Nhìn này. Ờ.
Đấy đi chưa? Vừa nãy em cũng làm được như thế mà. Đấy đi chưa? Đi chưa? Nhìn này, nhìn này. Khó lắm. Sao cứ đi lên mái nhà, đi lên cả ngọn cây? Đi chơi. Đâu? Đấy chưa? Rồi. Ui, tí nó cơ. Cô. Fine. Quay đầu xe. Đúng rồi, qua đoạn kia đi. Yên tâm, bọn này sẽ đi chậm chậm để chúng ta có thể qua được mà. Ờ. Kia trên kia luôn. Chúng ta có thể qua được mà. Phải nào. Rồi. Đâm vào mấy cái thùng luôn. Đi nhẹ nhẹ thôi, đâm mấy cái thùng mà đâm mạnh là chết đấy. Không sao. Vẫn sống. Gì vậy? Mắc vào cái đai thùng. Rồi. Lên kia, bốc đầu lên. Nào, chuẩn bị, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đến đây rồi mà còn rơi nữa. Nào, bây giờ là cứ là bay thẳng lên, hiểu không? Quá. Ôi, bắn tên. Cua. Hay quá. Ôi giời, kìa, chân vắt vèo vèo. Còn đích phía trước rồi. Lách qua mấy cái xe này thì mình sẽ không bị tên bắn. Ôi giời ơi. Trốn được xe. Ờ đúng rồi, mình sẽ trốn được ấy. Ôi, đích ở giữa kìa. Đích ở giữa à? Ừ, đích ở giữa mấy cái xe này này. À, là bắn tên vào lưng. À. Phải đi lại. Nào, về đích rồi. Về đích rồi. Về đích rồi, yeah. Cái gì á? Về đích số 18 thì bao nhiêu? Rồi sao có bao nhiêu người đứng ở đây luôn? Ờ, bị cung tên bắn hẹo luôn á các bạn. Ờ, bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyến xe gia đình nha các bạn. Hôm nay anh sẽ đèo gia đình đi chơi các bạn. Đây có một đứa con gái và một người vợ. Ờ. Thấy ga nào. Đấy đúng rồi. Kinh thế nhỉ. Ghê chưa. Có con xem mũi trần. Ôi, rơi mất quả bóng của con rồi. Con ơi, bố xin lỗi nhá. À! Không sao đâu con ơi. Ôi vợ ơi. Vợ ơi, làm gì đấy? Nắm bét đầu xe luôn á. Như vợ ngồi đến kia có lái được không nhỉ? Chắc vẫn lái được. Lái được. Đấy, ôi giời vợ. Động cơ lòi hết ra luôn các bạn. Ôi, sao đi, nhanh lên. Quả bóng của đồ chơi của con bay tận lên trên này. Không, bọn nó bắn bóng như mặt đầu tiên ấy. À thế à? Ờ. Ôi, thôi. Trời rơi cả vợ luôn, vãi cả. Còn bây giờ đâu? Còn mỗi anh thôi. Con đâu? Con tôi đâu? Vợ tôi đâu? Chạy tiếp đi, đến kia, ôi điểm đi. Ôi, vợ ở đâu bay đến đây? Con gái. À, con gái à? Con ơi, con có sao không? Sắp chân của con. Con có sao đó. Con rất sao luôn á. Tay của con thò xuống. Con ơi, con đừng kêu. Con ơi, con đừng kêu nữa. Bác sẽ đèo con đi chơi. Không sao đâu con ơi. Tin ba đi. Nghe ghê quá. Đây. Bóc đầu một cái cho con nó rơi ra ngoài, nó đỡ kêu đi. Really nigga. Con nó có bán gì không? Không bán các bạn ơi. Yeah. Dễ trái. Rồi, bên kia. Woohoo! Hôm nay ta đi chơi xe, cái xe buồn cười quá. Này nặng đầm vào gốc cây gì đấy. Dễ trái. Đây rồi. Yên tâm đi. Quả xe gì kia? Xe bắn bóng hay sao ạ? Woohoo! Rồi, rẽ phải. Đấy phanh không? Phanh. Đấy, rẽ phải tiếp. Xa kia đấy. Kia rồi. Ơ, đèo cả nhà đi chơi xong bây giờ còn mỗi một mình. Đâu còn con mình bên trong hò chân ra kìa. Ồ. Để trái đi. Đấy, từ. Để trái. Ui. It was at this moment that he knew. He fucked up. Phanh. Chúng ta phải lái lại thôi. Tính ra một chết à. Đây rồi. Đi tiếp về. Gia đình của chúng ta đã đủ rồi. Ờ. Đi nào. Trên kia. Vợ con hãy đi tôi. Với kinh nghiệm mà. Đến cái chỗ mỏm đá là khó đi phết á. Đúng không? Úi giời, tí nó vỡ đầu. Bắn bóng. Đi chậm thôi là không sao. Ờ. Sẽ phải. đích đến nhờ. Chưa đến đích. Sợ. Thấy chưa? Thấy ma tốc độ chưa? Kìa, đi nhìn đường đi. Rẽ trái. Đi được nhìn này. Đường không nhìn đường cứ nhìn đi. Sợ. Đi không nhìn đường nữa. Không cần phải nhìn.
cần phải nhìn. Không sao đâu, không sao đâu con ơi. Bây giờ vợ với con đang giật giật thì... Không sao đâu. Đùa cái gì. Rồi con rơi mất tiêu luôn. Đâu nó rơi đâu, nó vẫn trên xe à. À vẫn trên xe à. Ờ rồi. Nhanh lên nhanh lên. Chuyến xe báo táp. Tới đích chưa. Đây đây đây, đến rồi đến rồi. Ủa xa thế. Thì đi ô tô mà, đâu phải đi xe đạp đâu. Đâm vào cây chết bây giờ. Không sao, vẫn sống, vẫn sống, vẫn sống. Tiếp, ngay trên. Cẩn thận vào những cái đa gai gai đấy. Gai đấy làm xịt lốp xe đấy. Hỏng mất một cái lốp xe rồi. Ờ. Ui giời ơi. Ui giời. Sao nó bắn tên à. Rồi đi đi không đi. Không sao, vẫn đi. Mấy cái cột đèn là cái cột bắn tên đấy. Không sao đâu. Đích kia rồi, đích kia rồi. Ui giời ơi. Sẽ phải, sẽ phải. Chuyến xe báo táp. Hay quá, đích kia rồi. Đích rồi, đích rồi. Yeah. Quá giỏi, quá đẳng cấp luôn. Rồi. Lần này thì đứng thứ 82.000 bao nhiêu. Và đây là chuyến hàng đi ship của shipper Bê Quyết Thành và hai người bạn. Ừ, hai người bạn đi ship đâu ship đồ ở ông Kỳ Chính ra. Ui. Phải thật là cẩn thận, hàng hóa ở trên này khá là nhiều luôn. Ôi bạn ơi. Xin lỗi bạn. Xin lỗi. Gạt bạn xuống thì để con nhìn. Ờ. Bạn sẽ phải, sẽ phải. Đây là mình phải chui trong này à? À. Không, mình đâu phải chui đâu. Lùi. Đấy, đi xuống đồi đó. Không phải đâu, hình như trong này có một điểm. Trong nhà luôn hả? Ờ. Ui dồi. Thế là phải đi đâm vào nhà. Đúng rồi. Nãy mình không để ý, mình cứ tưởng phải đi vào đường. Ui tiền rồi. Tránh ra. Đâm vào sofa à. Bạn ơi, bạn có đơn hàng này, bạn nhận hàng đi. Ôi dồi ôi. Sao bạn không nhận hàng? Ui dồi. Lùi ra đi, đừng có đâm xuống đấy, chết đấy. Không sao đâu. Ôi, mất hết hàng rồi. Không mất sao. Hết luôn. Thì đi đền tiền cho họ, mình đang có đầy tiền này. Ôi. Eo, mấy cái điểm này toàn trong nhà thế. Thế nó mới khó. Ôi, chết rồi, đâm cả vào khách hàng rồi. Chết mất, ôi chết mất. Mau, rẽ. Quay xe luôn nè. Ồ, bên trên à? Ờ. Ý tưởng gì dễ mà. Quay bên trái. Ý tưởng gì dễ mà. Đâu đây? Trái thì... Anh em của tôi. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngồi chắc nha, bám chắc vào chung. Vào cái nhà kia. Thôi bám chắc vào. Bảo bám chắc vào. Nào đi vào. Ôi xin lỗi khách hàng, tôi nhầm. Vỡ hết kính xe rồi, còn cái nịt. Biệt đội xe không kính. Bạn mình sao lại nằm vắt cẳng lên đấy kia. Không sao đâu bạn. Rẽ trái đi, mũi tên á, cẩn thận mũi tên á. Đấy rồi. Không sao đâu. Điểm tiếp theo đây rồi. Nó không bắn được mình đâu. Ừ. Ui đích kia luôn rồi kìa. Này bắn đi. Nào. Ê có đích. Tới đích rồi các bạn ơi. Chuyến shipper quá dễ dàng. Ồ, quá đơn giản luôn. Quá dễ luôn các bạn ạ. Đi ship quá đơn giản, ship đảm bảo khách hàng nhận hàng quá vui luôn. Còn khách hàng nào bị tông thì đấy không biết. À. Ui, bên thành đội cục ship trên đầu. Không phải, đây là người lính. Đây là cục ship trên đầu, đội lên đầu Bê Quy Thành. Ai mà biết, tự nhiên nó có trên đầu mới vào đã có. Đây, người lính đang thổ súng đi chiến đấu. Đâu, có thấy kẻ địch nào đâu nhỉ? Đâu, cướp ở đâu? Cái gì ấy? Đấy, cái gì bắn kìa. Pháo à? Ôi, cái gì thế? Ôi, pháo cối. Kìa, bên phải. Ui, nó xuyên qua người rồi. À. Bên phải kia. À. Trời ơi, nó chơi pháo cối em à, trời. Mình... Bê Quy Thành hét mất tiếng luôn. Đây. À, Thành. À. Né đi. Né được à? Né ngay, thấy chưa? Thấy đẳng cấp của... Người ta là lính, người bên ta kia, bên kia, bên kia. Người ta có kinh nghiệm. Ui giời. Chơi pháo cối em à, trời. Đây rồi. Đi nhanh qua. Pháo ấy. Ôi giời ơi. Đi chết. Qua đúng lúc pháo đến. Ôi giời. Đấy, tí chết. Rồi, đây, trên đồi. Ôi. Cứ vòng vèo đây kiểu gì cũng chết cho mà xem. Không sao, tí đây. Ở đích kia rồi. Ơ. Rồi mất chai rượu rồi. Mới mua được chai rượu ai à. Ơ, nó bắn tung hết cả thùng hàng của mình kìa. Không sợ đâu, ông ơi. Đây, đích về này.
sời. Sời bốc đầu luôn sời. Nó vẫn bị bắn. Vẫn bị bắn. Nhưng không sao, về đích là được rồi. Về đích vẫn bị bắn cho tung đít lên. Rồi xong, bay xác luôn. Wow, Bê Quy Thành vẫn đội xít trên đầu. Cái đội xít nhỉ, cay thế nhỉ. Rồi, và bây giờ chúng ta đến với màn trượt ván Magic. Ok. Cái này là giống như kiểu skateboard đúng không? Ừ, đó, thấy không, trượt ván này. Đấy. Lộ. Kìa, ui giời, gật ga gật gù nhìn như là ông say rượu ấy. Trượt ván nó phải nghệ thuật như thế, thấy không? Lượn, thấy không? Đấy. Lượn. Ôi. Kìa. Rồi, lại bị một mũi tên xiên. Sao nó bắn vào bụng tôi? Đi đâu đấy? Đi trốn tên. Không sao đâu, không sao. Cái phải kìa, đi thẳng lên. Đấy, bây giờ nó bắn pháo kìa. Làm sao bắn được anh? Rồi, quay xe. Bên kia. Sởi đánh võng quá ghê luôn. Tuyệt vời. không làm gì được anh đâu ạ. Bên phải. Không sao, vẫn chưa chết được. Vẫn có thể đi. Sai. Được rồi. Không sao, vẫn sống. Vẫn sống. Không sai đấy. Vẫn sống. Kìa, bên phải, nhìn mũi tên chưa? Thấy rồi. Đi. Đâm vào xương rồng chết đấy, nó có gai đó. Đi phía sau này thì chắc là không sao đâu. Đây. Ý giời. Đúng rồi. Ôi, xa đấy. Xa nhưng mà nó lại thoáng. Ờ. Ok. Ôi, bom kìa. Không sao. Ôi. Mày qua vẫn ăn được. Ừ. Mình phải né cái bom. Ý giời. Hay quá Thành ơi. Tuổi gì? Hay quá. Rồi ôi. Đi trượt vào thung lũng luôn rồi, trượt lên nè. Sợi bay lên, sợi. Rẽ phải, đúng rồi. Lên đây. Đâu nhỉ? Phía trước mặt đúng không? Bên trái. Không sao. Bên phải. Kìa, đến mấy cái chỗ quay nhìn thấy không? Chắc chắn là điểm nó ở trên đấy đấy. Đây, có một điểm. Đấy không? Điểm này sau đấy sẽ là điểm trên kia cho mà xem. Đó, biết ngay. Thì từ đó các bạn ạ, rơi xuống vách núi là lại phải leo lên đấy. Đúng. Này là có cái gì đây? Cái gì đây? Con củ có quay nào đây? Quay. Nó quay, nó cũng định gạt mình xuống đấy. Ui, gạt làm sao được anh? Giỏi thế nhỉ? Đích bên trên. Trên. Rẽ trái. Đây rồi. 10 điểm. Lên nữa đi. Lên nữa, phải leo lên vách đá nữa. Nhìn đây này, người ta phải có tuyếp để leo lên. Ủa, cái gì đấy? Cái bom đấy. Ô. Thành anh đi đường bình thường ý Thành. Không, mình phải đi đường kiểu nó khó hơn tí. Rồi đấy, tới đích luôn. Chưa dụng. Bắn nó phát nữa này. Chưa dụng. Yeah! Chưa dụng. Yeah. Very nice. Nó bảo mình là very nice. Quá hay luôn các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay chúng ta chơi một cái tựa game khá là ngớ ngẩn. Và nếu các bạn thích video đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh. Và nếu muốn Bê Quy Thành và Úc chơi nhiều tựa game vui như này nữa thì các bạn hãy bình luận dưới nhé. Còn bây giờ, bye bye. Bye bye.